Shop bán vàng ngọc hoàn toàn tự động, vàng ngọc 957.com. Shop bán vàng, bán ngọc giá cao 10k 23 triệu vàng, ngọc 50k 260 ngọc. Mọi người có nhu cầu mua vàng mua ngọc 7 server vào ngay shop vàng ngọc 957.com. Vâng, xin cảm ơn anh em. Có cháu thấy bằng ngầu không? What the fuck man? Vâng, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Vâng, trước màn hình mọi người là nở tờ chim dài mọi người à. Thì nở tờ chim dài đã được 3 triệu 9 sức mạnh rồi, với nhiệm vụ là hạ 1/20 con phi long, rất là nhẹ nhàng luôn mọi người ơi. Vâng, đấm một phát là hạ 2 con nha. Nở tờ chim dài thì sau ngày úp thì nó cũng đã được 3 triệu 9 sức mạnh. Nhưng mà mọi người có thấy cái đặc biệt gì không? Đâu phải là lên làm clip là sơ sơ như vậy đây. Mọi người có thể thấy là nick mình vẫn bình thường, không qua được map, nhiệm vụ cũng phi long nhưng mà sức mạnh là 3.9 nha. 3.9, bình thường cái nhiệm vụ phi long này là bình thường là 17k sức mạnh là đi đánh phi long hay gì đó. Nhưng mà mình 3.9 rồi mọi người à. Thấy nhẹ nhàng cành đào không? Thấy lạ lùng cái gì nào không? Mọi người thấy lạ không? Đấy, rất là lạ luôn đấy. Nick của nợ tên chim dài của mình đấy, sau ngày ốp thì nó cũng đã được cái thành quả. Và hiện tại thì không biết thay nhau, và nick mình là 3.9 sức mạnh với nhiệm vụ là tiêu diệt phi long mọi người à. Rất là đặc biệt, rất là lạ luôn. Thấy mình thấy cũng khá là hay. Đây, đấu thần thì đấu thần cấp 3 và vẫn còn mầm các kiểu. Với nick này thì vẫn bình thường 19 ngọc, không có gì mà gọi là đáng kể. Nhưng mà tại sao, what the hell, 3 triệu 9 sức mạnh, không thể tin được, đéo thể tin được. Và chắc chắn và khẳng định với mọi người luôn, mình khẳng định khẳng con mạng nó định luôn là nick mình không ước gồng nha. Mình không ước gồng cho nick này. Mọi người có thể tin mình với một youtuber 100k shop thì mọi người có thể biết là mình nick này là nick tâm quý của mình tạo hôm qua và cài, và mong mọi người sẽ ủng hộ những series về đến này hơn của mình nữa. Nở tờ chim dài chắc chắn là ngày mai ngày mốt sẽ còn cả những clip tiếp theo về nick này. Và mọi người thì đừng quên ấn nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đấy, nở tờ chim dài đấy, hôm nay là mình chỉ làm clip khoe nick của mình 3.9 sức mạnh và nhiệm vụ là đánh bại 20 con phi long 2/20, rất là nhẹ nhàng easy luôn. Mọi người có thấy nick nào nó easy như thế này không? Phải cắt trưởng. Một thần nam hết 3.9 sức mạnh đó cũng thấy khá là bình thường. Mọi người thấy điều gì khác lạ không? Điều khác lạ của Đạt Di. Rất là lạ luôn mọi người ơi, và chắc là mình cũng rất là vui khi mà nick này của mình đó. Nó lạ là đọc như thế này. Mọi người thì nhớ comment ý kiến của mọi người về nick này như thế nào nha. Chắc là video mình cũng dừng tại đây và không biết nói gì hết khi cái nick rất là lạ này để của lại lạc của mình. Mà mọi người hãy nhớ cho cái ý kiến với mình nha, mình cũng không biết nói sao nữa mọi người à. Bỏ gà để bỏ cái áo này ra đã, áo này là mình nhặt này đấy. 3.9 sức mạnh, nhiệm vụ đánh 20 con phi long thì sát con mẹ nó định là hắc luôn rồi. Ok, quên tôi trong mắt em đâu có rồi, giờ này em đang cười bên